Ây yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Như các bạn đã biết thì Noob hay còn gọi là chú bế đần của Roblox bây giờ đang khuynh đảo tất cả các tựa game trong Roblox. Hầu hết tựa game nào cũng sẽ có ít nhất là một con Noob ở trong đấy các bạn. Và ngày hôm nay mình đã tìm ra được một tựa game khá là cũ liên quan đến Noob, nhưng mà nó vẫn rất là ám ảnh đối với mình các bạn. Đó chính là chào mừng gì đây? À, chúc mừng Úp đây đấy, như kiểu là sinh nhật Núp Núp các bạn ạ. Nhưng mà đây, đấy, các bạn có thể nhìn đây. Mặt như thế này thì tôi đấy thấy là quả sinh nhật này hơi bị bất ổn rồi đấy. Đấy, thấy không? Ui ôi, ông này còn bị ngược đầu các bạn ạ. Xong rồi còn làm lan lan ở đây, xong rồi máu me các thứ. Ui, ok, dã man con ngan thật. Và để xem cái bữa tiệc sinh nhật này nó đáng sợ như thế nào thì trước khi vào video thì đừng quên lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Và đừng quên bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì let's go. Ok, và đây là cái menu. Ôi, cái gì đấy? Tự nhiên này đang ấy nói nhấp nháy để nói hết câu. Ủa gì vậy? Đấy, và đây là cái menu của nó. Và Happy Off Day các bạn ạ, tức là ngày sinh nhật của Noob. Nhưng mà sinh nhật nào mà như thế này các bạn ạ. Begin, mình sẽ bấm vào đây. Ở đây là trò chơi rất đáng sợ, nó bao gồm máu và cái chết, jumpscare, âm thanh kỳ quái. Nếu bạn dưới 13 tuổi hoặc không thoải mái với các trò chơi kinh dị thì tôi khuyên bạn không nên chơi trò này. Ui sợ quá, sợ quá. Đấy là các bạn thấy chưa? Bạn nào mà dưới 13 tuổi thì không nên xem video này. Tôi nói đùa ấy, nhưng mà nói chung là các bạn xem video của tôi, các bạn còn gì là sợ đúng không? Tôi chơi game kinh dị cứ như game hài ấy nên là dưới 13 tuổi vẫn xem được nha các bạn. Ok. Chương 1, ngôi nhà máu. Chào mừng bạn đến với chapter 1. Đấy. Đây là câu chuyện thu thập và kết thúc quà tặng. Cố gắng kiếm tất cả các huy hiệu. Hãy nhớ rằng phiên bản đầy đủ trò chơi hiện không có sẵn. Đây chỉ là demo trò chơi. À, tức là đây chỉ là bản demo các bạn. Còn trò chơi chính thức chứ vẫn chưa ra. Ui, ủa gì vậy? Cái trò chơi này đã ra được 2 năm rồi mà vẫn chưa có trò chơi chính thức các bạn ạ. Khả năng game này bị nguyền rủa ấy này, không ra được các bạn. Tôi chơi cái tựa game này không biết là như thế nào. Hiện tại trong giai đoạn alpha rồi. Ok, nói chung là hơi bị nhiều thông tin ở đây. Bây giờ mới bắt đầu là play. Ôi các bạn ơi, sao nhân vật của tôi mặt nhân vật của tôi bình thường mặt đẹp trai lắm, xong bây giờ thì nhìn tôi cái mặt này trông núp vậy. Alo, chú bế đần à. Rồi, chỗ này nó sẽ cho mình chọn hai chế độ, đó chính là normal là ít đáng sợ, không nhiều máu me jumpscare và dễ dàng hơn. Và phần thứ hai là extreme, đấy, rất là đáng sợ và nhiều máu me và rất là nhiều câu đố thách thức của trời luôn, extreme các bạn ạ. Rồi ôi, tôi là pro mà. Bạn bị kinh rồi. Chương 1, ngôi nhà máu. Ui, nhưng nổi hết cả da gà các bạn ạ. Tôi làm tôi lại nhớ đến những cái câu chuyện ma ở trên YouTube tôi hay nghe các bạn. Tháng 8 năm 2011. Tôi đi đâu đây? Vào hái hoa bắt bướm à? Có một cái thằng nào đây? Địa ngục. Xin chào con trai. Gì đấy? Đừng sợ, tôi là Úp. Bạn tên là gì? Tao tên là gì mày hỏi làm gì? Giờ hơi giờ cái biết à mà hỏi. Tôi tên là Wheeler. Ok nhá. Tôi là Wheeler đây. Wheeler ngơ. Nhớ like video và đăng ký kênh. Ok chưa? Và đây là một cái tên rất là đẹp. Là màu đỏ, màu yêu thích của bạn phải không? Không, tôi thích màu xanh nhá. Tôi thích màu xanh đây, tôi đang mặc áo xanh đây. Bởi vì bạn có vẻ dường như quan tâm đến những bông hoa đó. Đây là nhân vật của tôi không biết cốt truyện là nào. Ồ, tôi cũng không biết, đúng rồi. Tôi làm sao mà tôi biết được, tôi đi qua đó chứ tôi có thích màu đỏ đâu. Gì? Tôi yêu màu đỏ là màu yêu thích của tôi. Kệ ông, giờ hơi giờ hồn à. Này, đến đây. Tôi sẽ cho xem bạn thấy một cái gì đó. Chết rồi, tôi thấy có điểm gì đấy nó không ổn rồi các bạn ơi. Ai, đừng có đi đến. Ôi trời ơi, đần rồi. Gần hơn, bạn có muốn, bạn không muốn bỏ lỡ điều này đâu. Xem mình sẽ đến đây để sẽ như có chuyện gì xảy ra các bạn. À, có gì đây? Một thằng núp màu đỏ từ trong mô tô ra, ngó. À, ui, còn cả ba số cao luôn. Bạn có thể chạy nhưng không thể trốn thoát. Nhờ nào bắt phát bạch chúng luôn. À, thằng nó lộ huyên nguyên hình rồi các bạn ơi. Ai à, trông kiểu thần chết đây này, nhìn trông nhiều người nhiều sẹo nhờ. Dao mày to nhờ. Một phát bọc ba số ca. Nhờn, đi luôn các bạn ơi. Ui, lòi cả ruột ra các bạn ạ. Ôi dồi ôi, lòi cả xương sườn ra luôn con núp này. Núp nó cũng có xương sườn đó các bạn. 7 năm sau. Ủa? À, 7 năm sau làm sao? Vào ngày 7 tháng 9 năm 2018. Bạn là ngày sinh nhật của bạn. Tôi không phải sinh ngày 17 tháng 9 nha. Ngày 7 tháng 9 nha. Ờ. Và bữa tiệc của bạn sẽ được tổ chức bởi những người bạn của bạn. Đó chính là Núp Len, An Núp, Núp Son, cái gì đây. Sao toàn ai cũng tên là Núp Núp Úp Úp vậy.
và gia đình của bạn cũng sẽ có mặt ở đó. Và bạn nên thức dậy và bạn đừng để đến trễ với cái buổi party này, và tổ chức vào lúc 9 giờ sáng. Sau tổ chức sinh nhật lại vào 9 giờ sáng ra. Và nên nhớ là hãy nở nụ cười trên môi và hãy tận hưởng những giây phút vui vẻ này. Ok nhá. Sinh nhật là phải vui rồi các bạn. Đúng đúng. Tôi đang ở đâu đây? Nhà tôi hả? Ui giời ơi, báo thức. Thề cái chuông báo thức này tôi bị ám ảnh luôn. Ui, úp Star Wars á. Úp gua luôn mà. Cái này là Star Wars nhưng mà nó ghi là úp gua, cuộc chiến của những người úp và hay ra. Ảo thật đấy. Có một cái thảm chân hình núp nữa này. Úp simulator này. Ui giời. Chết rồi, cuồng núp rồi các bạn này. Còn tôi còn gặp cả cái hình hộp chữ nhật mặt núp này. Ui giời ơi, cuồng núp rồi các bạn ơi. Mở cửa. À. Tôi đang mặc quần áo trước. Ui, thế này là đang cởi chuồng à các bạn ơi. Tôi đang mặc quần áo mà ta. Thế này là đang cởi chuồng. À, tôi đang mặc quần áo ngủ các bạn ạ. Đây, có một cái mô hình núp ở đây các bạn. Ok nhá. Thế tủ quần áo đâu? Chắc là trong này. Đây là gì? Cửa quần áo đây rồi. Tủ quần áo các bạn ơi. Mở. Ok. Đây, tôi sẽ chọn một cái... Ui, tôi đã bảo rồi mà. Tôi thích đồ màu xanh, thấy chưa? Tôi thích màu xanh nên quần áo tôi toàn màu xanh đây. Ui, các bạn ơi, đây không phải là một cái tủ quần áo thông thường nữa các bạn ạ. Đây là một cái như ở phòng kho ấy. Nhiều quần áo thật sự, toàn màu xanh như này, thấy chưa? Ui, có một cái cánh cửa gì nữa này. Ui, thì chính ra là nhà mình gọi là có hẳn một cái khu riêng để đựng quần áo nữa chứ. Giống tổng tài tài Việt này kia đâu. Được của nó đấy. Ui. Cái gì ơi? What the hell? Cái gì vậy bạn ơi? Chắc vui ạ. Chắc là vui đấy. What the hell? Tốt hết cả team. Ngày sinh nhật kiểu gì mà đùa nhau vậy? Chúc mừng sinh nhật Wheeler. Ôi giời ơi. Chàng trai, bạn đã làm tôi sợ. Có mà ông làm tôi sợ thì đúng ấy. À chứ không, đây là lời thoại của mình các bạn. Bạn nên nhìn thấy cái khuôn mặt của bạn. Cay thế nhỉ? Nó dám chôn mình các bạn. Chúng tôi chúng tôi có bạn rất tốt. Ok nhá. Ôi, bạn sẽ im lặng đi Adom. À thằng này tên là Adom các bạn ạ. Tôi phải thừa nhận là điều đó khá hài hước. Không vui tí nào nhá, đùa không vui, tôi đã căng. Tổ chức sinh nhật nhưng mà lại chôn tôi. Vì vậy nên là làm sao. Ui, quanh đây toàn là ảnh núp và núp các bạn ạ. Sợ núp cơ bắp lươn nữa chứ. Rơi đâu? Chúng tôi đã rất... Nó nói cái gì? Sao nó nói nhiều vậy ta? Ai đây? Quyết định tổ chức sinh nhật tôi à? Ok nhá. Âm thanh thật là tuyệt vời. Âm thanh gì đấy? Haha, và sau đó tôi có thể nhận được nhiều cơ hội để dọa bạn. À, thằng này nó chỉ dình ở chôn mình đấm cho phát. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, đi thôi. Đi đâu đấy? Ok, tôi sẽ gặp các bạn ở ngoài. Đi thôi, đây. Ê, cửa đằng này mà. À, đây là có một cái cầu thang đi xuống này. Ok. Từ tôi phải ở trên này, tôi xem các bạn tổ chức sinh nhật cho tôi như nào các bạn. Cái cửa này không mở được ra này. Ok rồi, quanh đây cũng chỉ là mấy cái ảnh núp với các bạn. Rồi, đi xuống ngồi chơi với các bạn đây. Ok, cái gì? Tôi chưa ra ngoài cửa luôn, tôi đi chạy ra đây làm gì? Ơ? Không vào lại nhà được đúng mà. Các bạn ơi, các bạn đi đâu vậy? Ê, có một cái tờ thông báo gì đây này. Missing tìm người mất tích ấy. Hả? Nhưng tấm áp phích mất tích này đã xuất hiện ở đây khắp thị trấn. Ok, thế là ai mất tích? Tôi có nhìn thấy rõ mặt đâu. Lạ thật đấy, một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Ai mà biết được? Tôi biết. Biết gì đây? Mọt sách. Đeo kính cho mọt sách các bạn. Ai nói gì đây? Chúng ta lên đến bữa tiệc của chúng ta, chuẩn bị đây. Let's go. Ủa sao đông người này mà ngồi trên xe. Xe bé tí này làm sao mà chở được hết đây. À đây có hai cái ô tô này đấy. Nhà màu vàng này. Ui, sao nhà không có tiền, không có điều kiện này. Sao lại trang trí hết cả gỗ trên cây này. Nơi này trông thật đáng sợ. Tôi biết. Phải, chúng tôi thậm chí đã trang trí nó thành một bữa tiệc. Ô, khoan đã. Hình như là đám bạn mình thuê một cái căn hộ ở đây. Xong rồi thuê, xong rồi là tổ chức sinh nhật cho mình. Sao phải tốn kém thế? Tại sao chúng ta không đi vào và khám phá? Tôi sẽ giúp bạn trang trí trong nhà. Ok, vào thôi. Ê, chỗ này có một cái thằng nó đứng ở đây, nó nhìn mình này. Không biết đây có phải bạn mình không ta? Nó vẫy tay chào mình này, hello. Thì đi vào đây các bạn ơi. Ok. Thế các bạn không vào à? Được rồi, âm thanh nghe có vẻ tốt. Ok nhá, vào nhá. Các bạn vào hết chưa? Vẫn có hai đứa này đứng ngoài nhảy làm gì trời? Hai đứa kia vào để trang trí sinh nhật. Ôi, chỗ này tối thế, lại đừng bảo lại dọa nữa nha. What the hell? Hello. Ui. Ê, thôi xong rồi, nó khóa cửa mình ở ngoài ảo thật. Toàn sống. Ôi, vào đây tôi biết chứ đâu. Tối quá các bạn ơi. Có cái bật đèn này. Công tắc đèn. Ui. Lời này sao vẫn có sức mạnh? Sức mạnh là sao? Ý là nó dịch sai hay sao anh kiểu. Ý là bảo là trong này nó hoang vu quá.
Nhìn đây tôi lại liên tưởng ngay đến backroom các bạn ạ. Toàn màu vàng ấy, nhưng mà sao nó lại thuê một cái căn hàng nhà bỏ hoang như thế này để nó tổ chức sinh nhật cho mình nhỉ? Tôi thấy đây là giống một cái bữa tiệc Halloween hơn là một bữa tiệc sinh nhật. Họ đang làm một công việc máu giả trông như thật. Tôi nghĩ đây là máu thật chứ còn máu giả cái gì rồi ạ. Những cái tờ giấy gì đây? Mở cửa này ra xem là có gì không. Ê, ôi có một thằng núp trong cổ kìa. Oh no. Ui, ui nổi hết cả da gà các bạn ơi. Ôi, ơ, thằng núp trong cổ đâu ấy? Ui, sao thế nhở? Lúc đầu nó là một cái thằng núp trong cổ, sao tự nhiên bây giờ thành một con kỳ lân đây ta? Hay là mình bị hoa mắt? Ảo thật đấy. Trong này cũng toàn là ảnh núp này. Mở từng cửa ra xem có gì không. Hello. Đây phòng vệ sinh à? Ui, cũng có máy giặt luôn nhưng mà dỉ xét hết rồi các bạn ạ, đóng mạng nhẹ rồi. Ui, một cái bể toàn là máu hay là sơ tinh? Bị đen à? Ui, trông hoang vu này ghê. Chắc chỗ này rẻ tiền nên là bọn bạn tôi mới thuê các bạn ạ. Ui, hồi nãy cho nó có người các bạn. Tôi chỉ đi xem cái này trước đã, cái này không mở được. Cửa này bị khóa rồi, thế thì chắc chắn chúng ta phải vào đây. Bật cái đèn lên đi, sẽ đứng trong bóng tối này. Đây là một cái phòng gì đó các bạn. Một cái xô này. Ui, à cái đây là cái đèn, không phải là cái xô à đâu. Ôi, thằng nào đây? Không biết đây là có phải bạn mình không các bạn, nhưng mà tôi lại thấy nó đứng đây nó vẫy tay tôi. Mà nó còn cởi chân cởi chuồng biến thái à? Không mặc quần áo. Trong khi bạn bè tôi cũng mặc quần áo như kia. Còn thằng này không mặc quần áo, nó cứ nhìn tôi một cái ánh mắt kiểu như là eo ơi ghê quá, nó cứ nhìn theo tôi. Ê, phân thân chi thuật ấy. Cái gì ấy? Ui, có răng rồi các bạn này. Ui dồi ôi, bạn tốt ơi là bạn tốt ơi. Tổ chức sinh nhật cho tôi kiểu gì, cho tôi vào đây làm thịt cho con này, hay là các bạn muốn hiến thế tôi đây? Rồi các bạn ơi, lần này là tôi sẽ không đi vào nhà này nữa. Tôi biết cái thằng kia rồi nhá. À, mày vẫy tay mày chào tao mày tỏ vẻ thân thiện nè. Không phải đâu, không có đâu sói ạ. À. Tôi không bảo đâu, tôi sẽ đi khám phá ngoài xem có gì không. Ủa, em có gì hả? Ủa, à ui các bạn ơi, tôi nhìn cái này góc. Ở góc này tôi nhìn tôi tưởng thằng núp đứng, nhưng mà không, thực ra nó là cái biển. Một cái biển báo gì đó. Ê, rõ ràng cái tường này vừa nãy không có gì mà tự nhiên bây giờ nó lại có mặt cái thằng núp nào nó thòi ra đây. Giờ tôi thử đi ra ngoài này xem có đi ra được không. Không có thằng nào đứng ngoài này không. Không một ai đứng ngoài này mà tự nhiên có mặt thằng núp ở đây. Ảo thật đấy, ra xem nào. Đừng chạm vào tôi. Rồi, các bạn lại biết một điều là những cái gì khiến chúng ta tò mò, khiến chúng ta không nên làm, chúng ta lại càng tò mò, chúng ta càng làm đúng không? Tôi cũng vậy. Chạm vào luôn. Có gì đâu. Hello. Tiếng gì đấy? Một cái tiếng gì đó. Ê. Thôi nha. Hết. Chỉ vậy thôi. What the hell? Tỉnh dậy đi, chạm vào thoải mái luôn này. Chả có vấn đề gì luôn, có mỗi mấy cái tiếng dọa nhau. Chả có cái chóa thì. Ở quanh đây có gì đâu ông ta? Bố tôi bảo là khi mà tôi đang sợ hãi thì tôi hãy cất lên một bài hát gì đó cho chúng ta sẽ đỡ sợ. Các bạn này đang đứng ở ngoài nhảy cà lạc với nhau này. Hãy cho tôi đứng nhảy với, tôi sẽ không đi vào trong nhà kia đâu, sợ lắm, tạm biệt. Ô, tôi có thấy có một cái khung gì này. Có một cái nhìn như ở cái khung này các bạn ơi. Mở ra rồi. Một căn cứ bí mật. Sao lại xây cái cứ bí mật ở đây? Chỗ này có một cái hộp quà. Chắc là ai đó gọi là tạo bất ngờ cho tôi đây này. Mỡ. Đừng dọa nữa. Hùm. Một thằng núp. Ê, chạy đây, tạm biệt. Tôi có thấy thằng núp nào ở đây là tôi né hết nha các bạn. Cứ ghê. Ôi, bạn bè tôi vừa nhảy đứng nhảy đây đâu rồi? Chẳng nhẽ nó lại vào trong nhà kia tổ chức sinh nhật cho tôi tiếp. Nó vẫn đứng kia rồi các bạn ơi. À, đi ba. Tôi đành phải vào đây tôi tìm các bạn tôi vậy. Ủa, sao lại không có ai luôn? Vẫn vậy à? Khả năng là vẫn thế các bạn ơi. Ui, cái căn phòng này vừa nãy tôi mở ra cho ta. Ở phòng này tôi chưa vào. Đúng rồi. Các bạn lại chơi trốn tìm với tôi sao ấy? Chơi trốn tìm với chơi gì phải nói trước chứ. Ui, phòng bếp sao đồ đạc cứ ngổn ngang này các bạn ơi. Ủa thế không nấu nướng gì thì lại tổ chức tiệc kiểu gì đây? Mua đồ ăn mà. Lừa rồi. Tủ lạnh không mở được luôn. Xong có một cái ghế, sao lại để cái ghế ở đây?
ghế nó còn rung 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 ngoài động đất à? Ui các bạn ơi, tôi nổi hết cả da gà luôn. Lâu lắm rồi tôi mới chơi một cái tựa game Roblox mà khiến tôi nổi da gà luôn đấy chứ. Mày tối thế nhở? Hết đường rồi. Ô, thế cái đường lên tầng 2 ở đường nào ta? Tôi thấy nhà là có 2 tầng mà ta. Mỡ, đây này các bạn thấy không? Không phải là tôi nhìn nhầm đâu đúng không? Đây là rõ ràng là một cái thằng núp nó treo cổ này. Bật lên, nó lại thành một con kỳ lân. Ảo thật. Vẫn không có gì, vẫn là một cái phòng vệ sinh. Phòng này chắc chắn nó vẫn khóa này, tôi đoán chắc chắn nó như thế. Vẫn khóa mà. Vậy là tôi sẽ khó, có khả năng là tôi sẽ phải đi tìm chìa khóa. Bật lên luôn, thằng núp nó không đứng đây nữa. Ờ, hai thằng núp nó dịch chuyển xuống dưới kia. Ê, cái ghế này nó tự cử động này. Các bạn ơi, tôi nổi hết cả da gà luôn này. Ờ sao, tìm cái chìa khóa đâu nhỉ? Có một cái tín hiệu gì đây cho tôi biết là cái chìa khóa nó ở đây chứ. Cái ghế này nó có thể tự di chuyển được ta? Ê! Lại nữa. Hey. Ui, nó xiên tôi luôn chứ nó không mở mồm ra nhiều răng như vừa nãy các bạn ạ. Ảo thật. Vậy là đây là cái kết thứ hai. Y chang cái kết đầu tiên. Ôi các bạn ơi, khả năng là tôi sẽ không nghe lời bọn bạn tôi nữa. Tôi sẽ ở nguyên nhà thôi. Đấy. Tôi xem ở trong nhà tôi sẽ làm được cái gì. Tôi sẽ không đi cùng bọn bạn tôi đâu, bọn bạn tôi toàn trôi tôi đây. Bạn phải mặc quần áo trước đúng không? Ok, mở quần áo ra. Mở tủ quần áo ra, tôi sẽ mặc quần áo luôn này. Chắc là vào đây. Thay đồ, thay đồ. Sao không insert cảnh thay đồ nhỉ? Đấy. Ok, thay đồ xong rồi đấy. Mặc quần áo xong rồi đấy. Rồi, xong, mặc quần áo xong rồi nhưng mà tôi vẫn mặc đồ ngủ ảo thật đấy. Tôi thử mở ra xem nào, nó có mở ra đâu. Vâng, và tôi vẫn mặc đồ ngủ, tôi vẫn có thể mở ra được cửa. Tại sao vừa nãy nó không cho tôi mở? Ô, nhưng mà khoan đã. Tôi có một cái bánh xe ở đây. Và mà hộp quà ở đây. Thì bạn tôi đâu? Chắc các bạn tôi lại lừa tôi rồi. Thôi tôi mở cửa đi giờ này. Không có mở được cửa đâu. Trời ơi, ảo thật. Thôi được rồi, tôi đứng đây tôi ước nến này. Thắp nến sẵn luôn mà. Ê, tôi không di chuyển được các bạn ơi. Ê, xong rồi, các bạn tôi này các bạn ơi. Ôi, có một cái thằng núp này. Ê. Ôi, thằng núp này nó ui, nó bẻ cổ các bạn tôi. Nó để hết đấy các bạn ạ. Thôi, tôi cũng hẹo luôn. Vậy là tự game này là sao? Tự nhiên có một cái thằng núp nó xâm chiếm đến nhà tôi. Xong rồi nó bẻ cổ bạn tôi. Xong rồi tôi cũng chết luôn. Ừ. Thế vậy là cả các ba cái kết là đều hẹo các bạn ạ. Ảo thật đấy. Cực xàm luôn đấy chứ thề. Ông nào bảo tựa game này là tựa game kinh dị nhất trong Roblox bước ra đây nói chuyện với tôi. Còn các bạn thấy thế nào? Nếu như các bạn thấy cái tựa game này ám ảnh và kinh dị thì hãy bình luận ở phía video cho mình biết nha. Còn nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh và đừng bật nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nhé. Tôi thấy là cái tựa game này quá xàm luôn đấy chứ. Ok nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Peace.